Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh của mình nhé. Em tên Việt, số like của em là 0969711141. Xin chào tất cả mọi người. Buổi sáng hôm nay em tiếp tục giới thiệu anh chị bạn những mẫu xe mới bên em anh chị nhé. Anh em đầu lần đầu tiên xem kênh của em thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em chị, bấm vào nút chuông, nút đăng ký để thì cập nhật và theo dõi những mẫu xe mới hàng ngày. Thì buổi sáng hôm nay thì em sẽ giới thiệu anh chị bạn một chiếc Kia Carren đời khá là cao nhé, đời 2016 anh chị, mang biển là 51F66387. Về mặt sơn si thì con này sơn si màu xám chị nhé, sơn si còn rất đẹp luôn, thân vỏ rất là liền, không bị đâm đụng va quẹt gì. Và với một mức giá bán thì cũng rất hợp lý cho anh em nhé. Thì sau đây mời anh chị bạn cùng em dạo quanh một vòng xem tổng quan về ngoại thất chiếc xe này, sau đó em sẽ báo một cái giá hợp lý cho quý anh chị bạn. Về mặt sơn si thì bên em có tút táp lại phần sơn rồi, sơn si còn khá đẹp, bên ngoài rất là bóng nha. Hiện tại xe em để trong cửa hàng nó hơi bụi anh chị, thì em mới chạy ra đây thì em quay lên sóng cho chị quý chị bạn luôn. Về mâm lốp thì 4 la răng đúc, có hệ thống phân ABS 4 bánh nha, có hệ thống phân đĩa 4 bánh, lốp gai còn rất dày nha, cua lốp không mục mọt gì. Đời 2016 thì anh em có thể lấy về chạy gia đình dịch vụ rất ok nhé. Kia Carren đời 2016 chị, sơn si màu bạc, mang biển Sài Gòn. Và anh em nào mà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì khi lấy chiếc này thì không mất phí chuyển biển 20 triệu chị. Đó, chỉ mất phí ra tên, ra vẹt, đóng thuế, không mất tiền biển 20 triệu chị nhé. Còn đối với anh em ở các tỉnh thành khác nhau thì bên em bao rút hồ sơ cho anh em. Đó, sơn si còn rất đẹp luôn, những chóa đèn phía sau này còn khá bóng nha, không bị chảy xước gì nhiều. Hai mức tiêu hao nhiên liệu anh chị khoảng đường ngoài đô thị thì 7,7, nó tầm khoảng 8-9 lít anh chị nhé, 8-9 lít. Về phần phin nhiệt này, về chắn mưa này, chủ trước trang bị đầy đủ hết rồi. Xe nội thất đẹp, nội thất thì được bọc lại bộ ghế rồi anh chị nhé. Đó, ghế này ghế da, phía sau có thêm một hốc điều hòa phía sau, trần nỉ nguyên bản. Đó, trần còn bọc ni lông chống dơ chống chảy rồi anh em nhé. Ghế được bọc da còn rất là mới nha. Vô lăng tích hợp phím bấm, có túi khí an toàn, động cơ 2.0 phiên bản số sàn anh em nhé. Và hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá là 320 triệu đồng thôi chị. Nó chỉ 320 triệu đồng thôi, có ngay một chiếc Kia Carren đời 2016 chị nhé. Xe còn rất đẹp luôn. Đây, những nút bấm này vẫn hoạt động bình thường nha anh em. Đây, bấm này. Ốc, cánh cửa, rồi ngoằm khóa này đang còn rất là mới nha, chưa có biểu hiện dấu hiệu vặn tháo gì. Keo chỉ đang còn rin anh chị, keo chỉ rin nhá. Xe không lỗi nhỉ, đời 2016. Chóa đèn trước này còn khá bóng anh chị nhá, chóa đèn còn rất là bóng, mang biển Sài Gòn. Với giá thành chỉ 320 triệu thì anh em có thể lấy về để chạy gia đình cũng rất ok luôn, tiết kiệm được khoản tiền khá lớn so với mình mua xe mới nha. Mà đời cũng tương đối là cao, mới sử dụng tầm khoảng được 2-3 năm anh chị. Đó, thì anh em nào mà không có thời gian đi bấm biển ra tên thì bên em có dịch vụ làm luôn nha, bấm biển ra tên. Đó, tất cả những mẫu xe bên em bán ra là bao rút hồ sơ cho anh em, giấy tờ pháp lý rõ ràng, khi mua bán thì có địa chỉ cụ thể cửa hàng rõ ràng. Có những thắc mắc khiếu nại sau này thì em có thể tới tận nơi trực tiếp để làm việc nhé. Giấy tờ thì bao chân chấp toàn quốc. Rồi em sẽ để tiếng máy cho anh chị các bạn xem tham khảo máy móc của con xe này. Con này là được lên khóa khiển nhá, có
lên bộ đề nổ ta tốp này. Đó. Đó, máy móc còn rất êm nhá, có màn hình DVD, túi khí an toàn, vô lăng tích hợp phím bấm, những nút điều khiển chỉnh gương chỉnh kính vẫn lên xuống bình thường nha anh em, đó lên xuống bình thường nhá, gương kính chỉnh điện. Với giá bán 320 triệu là bên em đã bao gồm phí rút hồ sơ cho anh em rồi. Đó, bao gồm phí rút hồ sơ nhá. Máy móc khoang máy được vệ sinh làm đẹp hết rồi. Vệ sinh là sạch sẽ gì nhá, máy móc và nổ cái này nắp carbon. Và với mức giá 320 triệu là bên em có thương lượng bớt một ít lọc cho quý anh chị các bạn thôi nha. Tại vì giá là giá chung của anh em bán rồi cho nên không bớt được nhiều anh chị. Anh em nếu mà thiện chí thì có thể tới tận nơi trực tiếp để xem xe, test xe, chạy trải nghiệm. Đó, xem cái mức độ xe như thế nào, có êm, có bền hay không. Và xe cũ thì anh em cũng đừng so sánh trên mạng chị nhé. Có nhiều chiếc xe thì nó như nhau nhưng quan trọng cái độ zin của nó và máy móc. À, gầm bề rồi sơn si anh xem, anh em tới tận nơi mới xem được cái tổng quan của nó anh chị nhé. Còn vì mình so sánh giá chỗ này cao hơn thấp hơn nhưng mà những chiếc xe lỗi nó bị đâm đụng ngập nước thì tất nhiên giá sẽ rẻ hơn anh chị. Rồi anh em khi mua xe như vậy về sửa chữa rất là nhiều luôn. Và bên em thì bán thì giấy tờ pháp lý bao tranh chấp toàn quốc nhé. Anh em thiện chí thì có thể tới tận nơi trực tiếp để xem xe, nếu thích thì mình có thể mua, còn không thì thôi anh chị nhé. Đó thì cũng cảm ơn chị bạn đã theo dõi video và đừng quên nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em chị nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.